cần thiết phải phối hợp và kết nối tất cả các bộ ngành đơn vị liên quan để giải quyết những khó khăn vướng mắc trong thanh toán điện tử, thanh toán di động để phát triển hiệu quả thanh toán không dùng tiền mặt. Đây là vấn đề quan trọng được Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh tại Diễn đàn Thanh toán điện tử Việt Nam 2017 diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Vị khách mời đặc biệt có mặt vào cuối giờ sáng nay tại diễn đàn là sự có mặt và đối thoại của tỷ phú Jack Ma, Chủ tịch Tập đoàn Alibaba. Phóng viên Linh Thủy đưa tin từ diễn đàn. Chủ đề bao trùm của Diễn đàn Thanh toán điện tử Việt Nam 2017 là thanh toán trên thiết bị di động Mobile Payment, nhân tố thúc đẩy nền kinh tế không tiền mặt. Các chuyên gia tại diễn đàn đã chỉ ra rằng trong khoảng 10 năm trở lại đây, sự xuất hiện của điện thoại thông minh đã làm thay đổi cách thức mà mọi người giao tiếp và tương tác với nhau. Điều này đã làm thay đổi căn bản về cách thức mua sắm và thanh toán. Theo Ngân hàng Nhà nước, tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán trong nền kinh tế có xu hướng giảm dần từ trên 19% năm 2005 xuống 11,5% vào cuối năm ngoái. Tuy nhiên, thanh toán không dùng tiền mặt hiện không chỉ là qua thẻ, qua POS mà chính là qua các ứng dụng điện thoại. Tại Việt Nam hiện đã có khoảng trên 50% dân số sử dụng điện thoại thông minh và kết nối Internet. Do vậy, thanh toán trên thiết bị di động Mobile Payment sẽ là cách thức nhanh chóng để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Tại phiên thảo luận đầu tiên, các diễn giả đã chỉ rõ xu hướng bùng nổ tất yếu của Mobile Payment trên thế giới và Việt Nam. Trong đó, đáng chú ý là phương thức thanh toán bằng mã QR code. Điểm nhấn đặc biệt của Diễn đàn Thanh toán điện tử năm nay là phiên đối thoại cùng tỷ phú Jack Ma, Chủ tịch Tập đoàn Alibaba vào cuối giờ sáng nay. Ông sẽ chia sẻ kinh nghiệm phát triển thương mại điện tử, thanh toán điện tử trên thiết bị di động ở Trung Quốc qua ứng dụng Alipay, một trong 6 ví điện tử đình đám nhất thế giới. Chủ tịch FPT Trương Gia Bình sẽ là người điều phối phiên đối thoại với tỷ phú Jack Ma, một sự kiện được giới trẻ khởi nghiệp Việt Nam mong chờ trong những ngày qua. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin trong những bản tin tiếp theo.